make it sound, let's get loud. Đây là một bài hát rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng đã thể hiện. Nhưng mà với phiên bản nào của Prayers thì cũng dạt dào cảm xúc. Và phiên bản Prayers ngày hôm nay do Khánh Hà thể hiện cũng vô cùng xúc cảm. Nó có thể nói lên một cái điều, đó là em là một nghệ sĩ thực thụ với tài biến hóa và thăng hoa khi phiêu cùng bài hát. Rất là cảm ơn Khánh Hà với màn trình diễn vô cùng ấn tượng, cũng như là phần thể hiện minh họa của các em bé thiếu nhi. Xin cảm ơn em. Hà hôm nay cũng khác so với vòng trước, và cái khác này nó mang tính tích cực. Hôm nay Hà chọn các khúc này hát cũng rất là tình cảm, và nó tạo một cái cảm giác rất dễ chịu. Ngoài việc là một sân khấu, bạn được phù họa bởi những em thiếu nhi,
với một cái vẻ trong sáng, nó cũng phù hợp với cái nội dung của bài hát, phù hợp với cái việc lựa chọn này, và nó cho thấy cái sự tập trung, cái sự đầu tư của em cũng như là những người xung quanh em về ca khúc này là rất đáng trân trọng. Có thể thấy rằng cái sự thể hiện đó nó rất rõ ràng trong việc là thể hiện cái bài hát hôm nay, nó hay và nó đạt được sự thuyết phục. Make it silent, let's get loud.